Chào mừng quý vị đến với bản tin tài chính số 4 tháng 11 năm 2021 của Thời báo Tài chính Việt Nam. Ngay sau đây là những tin tức tài chính đáng chú ý trong tuần và những thông tin chính sách trong lĩnh vực tài chính mới được ban hành. Ban chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế làm việc tại Bộ Tài chính. Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi thư chúc mừng 25 năm ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam. Công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về thi đua khen thưởng tại Bộ Tài chính. Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất giảm 35 loại phí, lệ phí trong năm 2022. Thưa quý vị, chiều ngày 25 tháng 11, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã có cuộc khảo sát làm việc với Bộ Tài chính. Theo báo cáo của Bộ Tài chính được Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn trình bày tại cuộc làm việc về biên chế công chức hành chính của Bộ Tài chính, biên chế giao năm 2021 là 66.836 chỉ tiêu, giảm so với năm 2015 là 7.426 chỉ tiêu, tương đương 10%. Nguyên tắc giao biên chế là không cào bằng với tỷ lệ giảm như nhau tại các đơn vị, mà trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quy mô, khối lượng công việc được giao, vị trí việc làm và quá trình sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn bộ máy, gắn với thực hiện cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị. Trong nhiệm kỳ vừa qua thì có thể nói là Bộ Tài chính đã rất là nỗ lực trong vấn đề là tinh giảm biên chế, sắp xếp bộ máy. Thì kết quả các anh chị biết rồi, tức là gói chúng tôi từ 74.262 biên chế năm 2015 thì đến nay 2021 là 66.836, có nghĩa là giảm được 7.426 người, tức là giảm được khoảng độ trên 10%. Thì đấy cũng là phần sự nỗ lực. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề về bộ máy thì giải thể các cái kho bạc nhà nước cấp huyện và thành lập cái kho bạc nhà nước cấp khu vực. Tuy nhiên thì chúng tôi thấy là cái mô hình này cũng có những cái lợi nhưng cũng có những cái mà với chúng ta cũng cần phải tổng kết để rút kinh nghiệm. Bộ trưởng nêu rõ ngành tài chính có những đặc thù riêng biệt, lĩnh vực phụ trách nhiều, mức độ chuyên môn hóa cao, do đó việc luân chuyển theo yêu cầu có thể khiến không đáp ứng yêu cầu công việc. Bên cạnh đó, một số tổng cục có quy mô rất lớn, địa bàn rộng mà số cấp phó theo quy định không quá 3 người là một khó khăn. Kết luận của làm việc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đồng tình với nhiều ý kiến được nêu và nhấn mạnh những kết quả Bộ Tài chính đạt được trong thời gian qua. Cùng với việc tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy, Bộ Tài chính đã gắn với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy, tiết giảm chi ngân sách sự nghiệp, đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin. Đối với những đề xuất, kiến nghị được đưa ra, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho rằng nếu áp dụng máy móc có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn. Đây là câu chuyện các đồng chí phải tiếp tục tổng kết, đánh giá, cân nhắc thêm. Chúng ta làm mà nó máy móc là có khi nó ảnh hưởng tới nhiệm vụ chuyên môn, nhất là những chuyên môn sau. Vì vậy đi qua một cái thời gian làm thì chúng tôi rất là mong là đồng chí Bộ trưởng tiếp tục chỉ đạo, đánh giá tổng kết lại toàn bộ các vấn đề vừa rồi của mình, các mô hình mà mình giảm, mình sắp xếp trở lại, đặc biệt là các đơn vị trung gian. Theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nếu chỉ tinh giản mà không nâng cao được hiệu lực, hiệu quả thì cũng chưa đáp ứng được yêu cầu. Chiều ngày 24 tháng 11 năm 2021, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã có cuộc tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Park No-wan. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Hồ Đức Phước cho biết, thời gian qua, Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam. Bộ Tài chính Việt Nam đang tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc đi vào chiều sâu, thực chất, đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc vào năm 2022. Cũng tại buổi tiếp, hai bên cũng đã trao đổi về việc phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan đối với doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2021. Theo đó, Bộ Tài chính Việt Nam nhất trí với đề xuất của Đại sứ quán Hàn Quốc về tổ chức hội nghị kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến để có thêm doanh nghiệp tham gia hội nghị này. Chia sẻ với Bộ trưởng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc, ông Park No-wan hy vọng trong thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ được củng cố và tăng cường hơn nữa, cùng đóng góp cho sự phát triển của Bộ Tài chính cũng như sự phát triển của hai quốc gia.
Cũng trong chiều ngày 24 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã có buổi tiếp bà Robin Moody, đại sứ Australia tại Việt Nam. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Hồ Đức Phước bày tỏ sự vui mừng vì Việt Nam và Australia luôn duy trì quan hệ đối tác chiến lược từ năm 2009. Bộ trưởng mong muốn sắp tới hai nước sẽ hợp tác mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa, không chỉ thương mại mà cả trong đào tạo nhân lực, giáo dục, phát triển công nghiệp, công nghệ cao, đặc biệt trong một số lĩnh vực như thuế, hải quan, chứng khoán. Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, chiến thắng dịch bệnh sẽ là tiền đề để kinh tế phát triển. Do đó, Bộ trưởng hy vọng chính phủ Australia hỗ trợ thiết bị y tế và vaccine để phòng chống COVID-19, qua đó giúp Việt Nam có thể kiểm soát đại dịch. Đồng tình với những chia sẻ của Bộ trưởng Hồ Đức Phước, bà Robin Moody bày tỏ cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam trong phục hồi phát triển kinh tế hậu COVID-19, cũng như sẽ tích cực thúc đẩy các chương trình hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính. Đại sứ Australia tại Việt Nam cho rằng điều này sẽ góp phần giúp Việt Nam nhanh chóng vượt qua dịch bệnh để tập trung nguồn lực phục hồi kinh tế, qua đó giúp cho doanh nghiệp hai nước tiếp tục hợp tác và phát triển trong thời gian tới. Ngày 22 tháng 11 tại Hà Nội, Bộ Tài chính và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel tổ chức lễ ký biên bản ghi nhớ về hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. Theo nội dung biên bản được ký kết, Bộ Tài chính và Tập đoàn Viettel sẽ hợp tác trong tư vấn, thử nghiệm các giải pháp nền tảng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, lĩnh vực đào tạo và chuyển giao công nghệ. Thông qua việc ký kết, Bộ Tài chính sẽ chia sẻ với Tập đoàn Viettel các định hướng chiến lược phát triển ngành tài chính, các định hướng về cải cách quy trình nghiệp vụ và định hướng chuyển đổi số của ngành tài chính, để cùng nhau hợp tác vì sự phát triển trong giai đoạn chuyển đổi số của Việt Nam nói chung và Bộ Tài chính nói riêng. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Hồ Đức Phước mong muốn Tập đoàn Viettel tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Bộ Tài chính trong thời gian tới. Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về chuyển đổi số giữa Bộ Tài chính và Tập đoàn Viettel nằm trong chuỗi các hoạt động của Bộ Tài chính nhằm tham vấn lấy ý kiến các tập đoàn, chuyên gia công nghệ hàng đầu trong quá trình hoạch định, xây dựng lộ trình chuyển đổi số của ngành tài chính trong thời gian tới. Tiếp sau đây là những thông tin về các văn bản chính sách mới trong lĩnh vực tài chính đáng chú ý trong tuần. Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 99 năm 2021 TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay trả nợ của chính phủ, chính quyền địa phương, thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh chính phủ. Thông tư này hướng dẫn các nội dung sau: kế toán nợ công bao gồm kế toán đối với các khoản vay trả nợ của chính phủ, chính quyền địa phương, thống kê các khoản nợ cho vay lại từ vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài và bảo lãnh chính phủ, tổng hợp báo cáo nợ công. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 và thay thế cho thông tư số 74/2018 TT-BTC ngày 16 tháng 8 năm 2018. Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 103 ngày 18 tháng 11 năm 2021 hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng, quản lý quỹ bình ổn giá xăng dầu. Theo thông tư số 103, quỹ bình ổn giá xăng dầu được trích lập bằng một khoản tiền cụ thể là 300 đồng trên 1 lít đối với các loại xăng, các loại dầu diesel, dầu hỏa và 300 đồng trên 1 kg đối với các loại dầu mazut ở nhiệt độ thực tế tiêu thụ tại thị trường nội địa và được xác định là một yếu tố hình thành giá cơ sở và giá bán của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2 tháng 1 năm 2022. Quý khán giả có thể tìm hiểu thông tin chi tiết các văn bản chính sách trong lĩnh vực tài chính trên báo in và báo điện tử của Thời báo Tài chính Việt Nam tại địa chỉ thoibaotaichinhvietnam.vn. Và sau đây là những tin tức đáng chú ý khác của ngành tài chính trong tuần. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam, 28 tháng 11 năm 1996, 28 tháng 11 năm 2021, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã gửi thư chúc mừng đến các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức viên chức và người lao động ngành chứng khoán. Trong thư, Bộ trưởng Bộ Tài chính viết: trong 25 năm xây dựng và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã được hình thành, liên tục phát triển mạnh mẽ về quy mô, hoàn thiện về cấu trúc, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và thúc đẩy hội nhập quốc tế, trở thành kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế, định hình cấu trúc hệ thống tài chính hiện đại, thúc đẩy công khai, minh bạch, góp phần đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu nợ công của chính phủ. Bộ trưởng Hồ Đức Phước cũng cho rằng, trong thời gian tới, sứ mệnh và nhiệm vụ của ngành chứng khoán sẽ còn rất nặng nề,
nhất là khi cả đất nước ta đang cùng nhau đoàn kết, huy động mọi nguồn lực vượt qua khó khăn, thách thức do dịch bệnh COVID-19 gây ra để tiếp tục tăng trưởng. Nhưng với tiềm năng phát triển kinh tế của đất nước, những định hướng đổi mới của Đảng, Nhà nước, những quyết sách, giải pháp và quyết tâm cải cách của Chính phủ và của Bộ Tài chính cùng với thành tựu của ngành chứng khoán đã xây dựng và phát triển trong 25 năm qua, người đứng đầu ngành tài chính tin tưởng rằng toàn thể công chức, viên chức và người lao động ngành chứng khoán sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, nỗ lực thi đua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó. Qua đó, phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam an toàn, bền vững, khẳng định vai trò là kênh dẫn vốn chung và dài hạn chủ yếu của nền kinh tế, tiếp tục góp phần hoàn thiện hệ thống tài chính hiện đại và đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển đất nước. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Sáng ngày 22 tháng 11 năm 2021, Ban thi đua khen thưởng Trung ương đã công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thi đua khen thưởng tại Bộ Tài chính. Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn và ông Phạm Huy Giang, trưởng Ban thi đua khen thưởng Trung ương, tham dự buổi công bố quyết định. Tại buổi công bố quyết định, ông Phạm Huy Giang, trưởng Ban thi đua khen thưởng Trung ương cho rằng, trong những năm qua, ngành tài chính đã triển khai rất nhiều nhiệm vụ trong các phong trào thi đua, công tác khen thưởng, tôn vinh điển hình tiên tiến. Ông Giang mong muốn qua hoạt động thanh tra, Bộ Tài chính rà soát lại việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật về công tác thi đua khen thưởng, đồng thời góp phần tìm ra các nhân tố, các cách làm hay, cách làm mới để đúc kết, tổng hợp, tham mưu nhân rộng trong các bộ ngành địa phương. Được biết, theo quy định, nội dung thanh tra sẽ tập trung vào việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng tại Bộ Tài chính. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Có ý kiến chỉ đạo tại buổi công bố, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn yêu cầu vụ thi đua khen thưởng phối hợp với các đơn vị được thanh tra, phân công đội ngũ có trách nhiệm làm việc với đoàn thanh tra, cung cấp đầy đủ minh bạch các tài liệu cho đoàn thanh tra và tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ. Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất giảm 35 loại phí, lệ phí thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Theo dự thảo thông tư, có 35 khoản phí, lệ phí được đề xuất giảm từ 10 đến 50% nhằm tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Về cơ bản, dự thảo kế thừa các quy định về giảm phí, lệ phí đang được thực hiện đến hết năm 2021. Theo tính toán của Bộ Tài chính, số tiền phí lệ phí được miễn giảm trong năm 2021 là khoảng 3.000 tỷ đồng. Các chính sách này được thực hiện có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Như vậy, thực hiện lời hứa của mình, không dừng ở số các khoản đã được giảm, Bộ Tài chính rà soát và tiếp tục đề xuất giảm nhiều khoản phí, lệ phí nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Với dự thảo thông tư này, Bộ Tài chính đã bổ sung thêm 5 khoản phí, lệ phí mới so với quy định hiện nay đang giảm là 30 loại phí, lệ phí cho người dân và doanh nghiệp. Chiều ngày 25 tháng 11, tại trụ sở Kho bạc Nhà nước, Ban Quản lý Quỹ Vaccine phòng COVID-19 tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ cho quỹ của 7 đơn vị với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng và 180.000 đô la Mỹ. 7 đơn vị ủng hộ vào Quỹ Vaccine phòng COVID-19 là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ và Công nghệ Thông tin GA, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thời trang VMG, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt. Ban tổ chức cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi với chủ đề Vững tin Việt Nam, Cộng đồng người Ấn Độ tại Hà Nội do Hiệp hội các doanh nghiệp Ấn Độ đại diện, Ngân hàng Khúc Min chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng Khúc Min chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Theo thống kê mới nhất của Quỹ Vaccine phòng COVID-19, tính đến 17 giờ chiều ngày 24 tháng 11 năm 2021, tổng số huy động của Quỹ là 8.797,3 tỷ đồng. Đây là số tiền ủng hộ của 567.279 tổ chức cá nhân. Cùng với đó, cũng đến 17 giờ ngày 24 tháng 11, Quỹ đã chi 7.597,1 tỷ đồng, trong đó chi mua vaccine 7.588,3 tỷ đồng và chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vaccine là 8,8 tỷ đồng. Ở phần cuối bản tin, như thường lệ sẽ là những thông tin cập nhật về thị trường chứng khoán tuần vừa qua. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo. Dù mất mốc 1.500 điểm trong phiên cuối tuần, nhưng tính chung cả tuần thị trường chứng khoán đã có một tuần tăng tích cực khi VN Index đã thiết lập đỉnh lịch sử mới. Kết tuần, các chỉ số chính trên 3 sàn đều tăng mạnh so với tuần trước.
VN Index đóng cửa tại 1.493,03 điểm, tăng 2,8%. HNX Index đạt 458,63 điểm, tăng 1,03%. Và Upcom Index đạt 114,34 điểm, tăng 0,97% so với tuần trước. Trong khi đó, thì thanh khoản giảm khá mạnh nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Khối ngoại cũng bán ròng mạnh và tác động phần nào tới tâm lý thị trường. Thị trường chứng khoán trong nước giảm phiên cuối tuần do ảnh hưởng từ thế giới vì lo ngại biến chủng COVID-19 mới. Tuy vậy, mức giảm phiên này nhẹ hơn so với khu vực và thế giới. Điểm tích cực là nhóm cổ phiếu trụ đã nỗ lực ngăn không cho thị trường giảm sâu. Bên cạnh đó, thì tín hiệu khả quan từ nhóm vốn hóa nhỏ cho thấy khả năng cao là dòng tiền sẽ tiếp tục ở lại. Thị trường tuần tới được phân tích dự báo có thể có nhiều rung lắc hơn khi chỉ số đạt đỉnh và tâm lý thận trọng tăng lên.